Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu năm 2022, Nam Mạng sinh năm 1961, tuổi âm lịch năm 2 tuổi, sao Thái âm chiếu mệnh, Mạng Thổ gặp mệnh Kim tương sinh, thiên can tuổi Tân gặp năm nhâm là bình hòa, tốt. Thông tin gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, Nam Mạng. Người có ngày sinh âm lịch từ ngày 15 tháng 2 năm 1961 đến ngày 4 tháng 2 năm 1962 sẽ cẩm tinh con trâu với can chi là Tân Sửu. Thiên can Tân sẽ kết hợp với địa chi Sửu mang ý nghĩa là lộ đổ chi ngưu, trâu trên đường. Ngũ hành, thổ, bích thượng thổ, đất tỏ vò. Tương sinh với hỏa, tương hợp với thổ và tương khắc với mộc và thủy. Cung mệnh Nam Mạng, cung chấn. Đàn ông tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 có tính cách phóng khoáng, hào sảng và giàu lòng nhân ái. Đồng thời, họ cũng là một người ham học hỏi, thích đi chu du khắp nơi, vừa được mở mang tầm mắt, vừa nghỉ ngơi thư giãn. Theo tử vi năm 2022, tuổi Tân Sửu Nam Mạng sẽ gặt hái được nhiều thành công và may mắn. Vậy nên, hãy cùng theo dõi để bật mí những điều tốt đẹp sau đây. Xem tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng, năm 2022 tổng quan. Năm 2022 là năm nhâm dần với hình ảnh biểu trưng là con hổ. Trong thuyết ngũ hành, năm 2022 thuộc mệnh kim, bạch lạp kim, vạng pha bạc. Bước qua năm 2022, đây sẽ là một năm thịnh vượng dành cho nam sinh năm 1961. Hoặc họ sẽ phải đối mặt với một vài thách thức nào đó. Để giải mã điều này, cần đánh giá các yếu tố sau: ngũ hành bản mệnh so với ngũ hành của năm, sao chiếu mệnh, vận hạn. Nhìn chung, tuổi Tân Sửu nam giới thuộc hành thổ, nếu so với hành kim của năm 2022 là tương sinh. Xét về thiên can, Tân bình hòa với nhâm, điều này có nghĩa là trong năm mọi chuyện đều sẽ được bình yên. Thêm vào đó, người tuổi này được sao Thái âm chiếu mệnh, hứa hẹn một năm thịnh vượng, phúc lành. Luận giải tử vi 2022 tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trên các phương diện. Khi bản luận về tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2022, chúng tôi tổng hợp dựa trên các khía cạnh như công việc kinh doanh, tài chính, sức khỏe và gia đạo. 1. Công việc sự nghiệp. Đường công danh sự nghiệp trong năm 2022 của quý ông sinh năm 1961 có chiều hướng phát triển tốt. Họ có thể gặp được nhiều cơ hội hợp tác, buôn may bán đất hoặc được thăng quan tiến chức, danh tiếng vẻ vang. Đây là một cơ hội tốt, hợp phong thủy với đàn ông tuổi Tân Sửu. Chính vì thế, người này nên đẩy mạnh kinh doanh như mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư tài chính. Nhờ thế, con đường sự nghiệp sẽ có nhiều bước tiến vẻ vang, vững chắc. Trong năm nhâm dần 2022, nếu muốn xuất hành, động thổ xây nhà hay khai trương thì nên xem xét và lựa chọn ngày tốt xấu để vạn sự như ý. 2. Tài chính. Về tình hình tài chính, tuổi Tân Sửu không gặp biến cố nào trong năm 2022. Sự ổn định và phát triển là điều dễ thấy nhất đối với quý ông sinh năm 1961. Tuy vậy, đàn ông tuổi sinh năm 1961 sẽ có thể phát sinh nhiều khoản chi tiêu trong gia đình. Vì thế, hãy nên tiết kiệm và quản lý tài chính thật tốt để tránh tổn thất không đáng có. 3. Tình duyên, gia đạo. Quý ông sinh năm Tân Sửu sinh năm 1961 có một gia đình êm ấm, tình cảm đong đầy. Trong năm 2022, gia đạo sẽ được sum họp đầy đủ nhân dịp đón thêm thành viên mới. Đó có thể là người con dâu, con rể hay thậm chí là một đứa cháu kháu khỉnh. Trong cuộc sống tình cảm, Nam Mạng tuổi này luôn yêu thương và hết lòng vì người vợ. Nhưng hãy cố gắng thể hiện cảm xúc và tâm sự với người bạn đời của mình nhiều hơn để đối phương cảm thấy được thương yêu, ấm lòng và không tủi thân một mình. Nên duyên vợ chồng là ý trời định, nhưng để sống với nhau và hòa thuận thì cần biết mức độ hợp khắc của hai tuổi như thế nào. Để biết chi tiết và cụ thể, mời bạn đọc tham khảo bài viết xem tuổi vợ chồng có hợp tuổi nhau không. 4. Sức khỏe. Về mặt sức khỏe, quý ông sinh năm 1961 dù tuổi đã cao nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Họ thích các hoạt động thể thao như đạp xe, bơi lội hoặc chạy bộ,
Nhờ thế, người này ít khi có các bệnh về tim mạch, xương cốt hay trí nhớ kém. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe tốt hơn, nam giới tuổi sinh năm 1961 nên ăn uống đủ chất và bổ sung các chất dinh dưỡng khác thông qua thực phẩm chức năng, mặc dù có trí tuệ minh mẫn. Nhưng cũng đừng vì thế mà hoạt động quá sức hay làm việc nặng nhọc. Xem sao hạn của tuổi Tân Sửu sinh năm 1960 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 khi bước qua năm 2022 sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một sao cát tinh trong hệ thống cửu diệu, mang lại nhiều may mắn và phúc lành. Với sao Thái Âm, đàn ông tuổi Châu này sẽ gặp nhiều cơ hội tốt trong công việc, sự nghiệp. Được quý nhân giang tay giúp đỡ, vượt qua các thử thách trong năm 2022 này. Chính vì thế, quý ông hãy vững bước trong kế hoạch hành động của mình, tiến tới vẻ vang. 2. Hạn tuổi. Nam mạng sinh năm 1961 Tân Sửu, có tuổi âm lịch là 62 tuổi, hạn Diêm Vương. Với tuổi này, đây là một hạn có ảnh hưởng không tốt đến nữ giới, nhưng lại không có tác động gì đến nam giới. Chính vì thế, đàn ông tuổi Tân Sửu không cần quá lo lắng về vấn đề này. 3. Tứ trụ. Thiên thắng, địa lợi. Điều này cho biết rằng tuổi Tân Sửu nam mạng nhận được nhiều tin vui trong năm Nhâm Dần 2022 này. Có thể là tài lộc thịnh vượng hay gia đình có thêm thành viên mới, sum họp đông vui. 4. Vận niên. Hầu thực quả, khỉ ăn trái. Ý nghĩa của vận niên này là người đàn ông tuổi Châu sẽ gặt hái được thành công vang dội. Vì thế, hãy cố gắng hết mình để có thể đạt kết quả tốt đẹp và sự như ý. 5. Màu hợp tuổi. Màu bản mệnh được ví như là bùa hộ mệnh của mỗi người. Vì thế, để gia tăng phúc khí và sự tài lộc cho bản thân, người tuổi Sửu nên sử dụng các màu như màu mệnh hỏa, đỏ, cam, hồng hoặc màu mệnh thổ như nâu, vàng. 6. Hướng xuất hành. Đàn ông tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thuộc cung chấn Đông Tứ Mệnh. Khi xuất hành, nên chọn các hướng sau: Nam, sinh khí; Đông Nam, diên niên; Bắc, thiên y; và Đông, phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Sao Thái Âm là một trong ba sao tốt trong 9 sao đại diện. Vì thế, nam mạng sinh năm Tân Sửu sinh năm 1961 không cần quan ngại về việc cúng kiếng hóa sao giải hạn. Nhưng để tỏ lòng thành kính cũng như cầu an, người này nên cúng chùa đầu năm, tạo ra phúc lành. 8. Vật phẩm phong thủy. Để hạn chế sự ảnh hưởng của sao hạn trong năm 2022, quý bạn nên mang theo vật phẩm phong thủy bên mình như lá bùa may mắn. Đặc biệt, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cải vận, tăng sinh khí, tốt cho tinh thần, sức khỏe của gia chủ. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu thuộc hành thổ là hợp với bạn mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ thuộc hành hỏa, bởi vì hỏa sinh thổ cũng rất tốt cho bạn mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!